chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Hồ Huy, là quản lý khu vực miền Bắc của công ty thuốc thủy sản OPS. Hôm nay tôi được thăm farm nuôi của anh Châu tại xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, và anh Châu đang sử dụng thuốc giống 100% của công ty OPS. Hiện nay tôm của anh đã được 105 ngày và tôm là về size là dưới 60 con. Xin mời tất cả các anh chị và các bạn hãy cùng tôi đi thăm tôm của anh Châu. Rất đều đẹp anh chị. Có tôm à, gan thuật rất rõ ràng, đấy, vỏ dày chắc, châu rất dài đẹp. Ao này 1.000 m2 thì anh thả 50 bản tôm, sau đó thì một tháng sau là bắt đầu anh xa ra làm hai, thì mật độ anh nuôi là khoảng mật độ là khoảng trên 200 con trên mét vuông, và hiện tại ao này đây là hiện tại đang ăn là 30 cân một cử. Và như anh chị đã thấy xung quanh đây nãy gần như là bỏ hoang rất là nhiều. Chứng tỏ một cái điều rất là khó khăn. Bỏ hoang. Nhiều người đến nay thì chưa thả. Nhưng anh Châu thì hiện nay đã có 3 ao tôm lớn, và hiện anh đang dùng 100% thuốc của công ty OBS, quy trình của công ty OBS. Chính vì thế nên là trong tình trạng khó khăn hiện nay á, khi mà nuôi tôm thì chúng ta cần phải có một cái quy trình nuôi rõ ràng, những cái sản phẩm chúng ta cần phải lựa chọn, những cái sản phẩm và chất lượng giá thành thấp để làm sao để chúng ta giảm cái chi phí trong quá trình nuôi, kể cả từ con giống đến thuốc. Thì hiện nay giống và thuốc của công ty OBS thì đang có rất là nhiều chương trình hỗ trợ khuyến mãi cho bà con để giảm chi phí trong quá trình nuôi, đồng hành cùng với bà con. Chính vì thế nên là các anh chị ở khu vực miền Bắc, nếu mà cần hỗ trợ về giống, thuốc của công ty OBS cũng như là quy trình, thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0963 78 1988. Tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.